Xin xin chào cả nhà nghe. Hôm nay Xuyến về bên ngoại đám cưới Tuấn Anh. Xuyến sẽ qua đây phụ mà chín chương bông. Rồi. Chương trái cây hả mà chín? Chín trái cây con chương bông đi. Dạ. Đến phụ mà chín chương bông ha. Dạ. Sáng giờ chuẩn bị nhiều hả mà chín? Ờ chuẩn bị sáng giờ mới nhảy. Ủa, dì Út về nào? Dì Út sáng giờ phụ rau cải rồi đó. Dạ. Thì nói để chờ con về dặn chim bông. Thấy giờ cưng dán tường cái. Thì có dán tường không ta? Còn nhiều tiền lắm luôn á. Mình dán tường hả? Ừ. Dán chữ. Dán chữ Vui này nè đó. Thì cái bự để dưới nha. Thì cái lớn để trên. Cái nhỏ để trên. Thì mà chính đang chuẩn bị bàn ghế rồi bông nè. Mà chính mua trên Cần Đước hả? Cần Đước rẻ lắm luôn xíu. Dạ. Mất nhiêu đây có 500 mấy à. Dạ. Rẻ luôn á. Mất gì để đâu? Mất ngay cạnh đây trong cái tập đó. Dạ đẹp quá ha. Hôm đẹp quá trời luôn. Dạ. Ồ bông cúc. Đẹp quá ha. Quá trời màu sắc luôn. Quá đẹp luôn. Sáng mà chín lên nước mua. Dạ mua trển bông đẹp hơn như này. Quá trời đẹp mà nó rẻ lắm luôn á. Không có đắt. Dạ như này bông nó không được bằng. Hồng cái nào tới nấy là thấy cái bông hồng cái nào nấy bự luôn nữa. Cái tiền đưa xin lấy quá trời bông mua rất là dễ mua, rất là rẻ. Ở trên bông gì mà dễ lựa lắm như chính. Quá thì hồng đẹp rồi ta ha. Dạ. Cái đó bông cúc, cúc màu. Hồng đẹp giống như xíu vậy đó. Dạ, màu hồng đẹp. Dạ. Úc Khanh mới về tới luôn Úc Khanh. Dạ, quá trời. Con cũng mới về tới luôn nè. Dạ, không có. Dạ. Rồi em đi học. À, dạ, cho đi học hết rồi. Dạ, dạ. Em với anh Sơn. Sơn đi bên nhà gái rồi. Dạ ba tưởng sáng cậu chính có đi. Ai về cậu chính ở nhà. Đây nè, con đây nè. Dạ Út hai dì Út đang chuẩn bị dán chữ. Chúc mừng hai họ. Rồi giờ cậu chính đang dán mấy cái hình mấy chữ lên. Chúc mừng hai họ rồi lễ tân hôn. Lễ tân hôn trước nè. Dạ. Tân hôn trước lễ. Cái gì Út hai em. Dạ. À, cả nhà đang chuẩn bị đám cưới Tuấn Anh ha. Dạ. Cuối cùng. Dì Út nè. Mừng nhất là mã chính nè. Mừng nhất là mã chính nè. Cuối cùng anh hai cũng cưới vợ thôi. Dạ. Để người ta qua mặt anh hai quá trời. Dạ cái chuẩn bị lên bà nội bà ngoại hết rồi ha. Dạ. Ừ, Khanh cho Duyên hả Khanh? Dạ em tới đi. Đó, cũng nôn dữ rồi đó. Mọi người nó thấy ta chụp hình cưới thì nó nói xong. Thôi em tự nhiên dài ham lầm cô dâu ham lầm chú rể. Dạ. Cho nó nôn chơi gì không? Tụi nó nôn dạ. Rồi. Mẹ hỏi gì từ từ đi mẹ. Dạ. Chứ thấy anh chị cưới rồi em cũng phải chuẩn bị cũng nôn chứ. Dạ. Đợi khi nào kêu mình làm chứ biết sao giờ không? Dạ. Giống như bác Trâm nha. Khi bác chồng đi con, bác chồng con mỗi lần kêu bác giận, bác chồng đồng cái mẹ ơi. Hai tháng nữa cưới hết hồn. Dạ. Vậy đó. Kêu cái làm không kịp đi đó. Đợi giờ bác tin mẹ chuẩn bị cái hồn. Dạ. Ủa có chú ngoại nữa vậy không? Tháng sau nó mấy tháng sau rồi. Chích ngừa được mấy tháng rồi, tháng sau lần đầu. Rồi chúc mừng nhiều Út luôn. Sắp lên cháu hết rồi. Bà ngoại sao còn không vui cướp. Hồi đó bà ngoại ta giấc mộng có cháu rồi đó. Dạ. Em có đi thăm gì không? Đưa đâu bà nó cưới em xong xong về đi. Cái gì nhà hả? Đi thăm chị, rủ chị đi với Khanh. Chừng nào đi rủ mẹ nó kìa. Đi, 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 em rủ đi nhau. Đi đâu Khanh? Ừ,
không đẻ gì không? Cũng như mình rủ nhau cho ta đi ta tiếp lần cho ta cố gắng là như để ta ta tiếp bên ngoài, còn như em nghe là đề kháng là mời mấy bà bên đây với chị mọi người mời qua đó. Dạ mọi mình cho cháu cậu cũng mặt nó cứ cưng quá trời. Hai đứa nó đẻ con chắc đẹp lắm á kia. Dạ cứ cưng lắm cần quay à cái mặt thấy ghét lắm sáng vậy đó con. Dạ. Chứ không có nghĩ là mới sanh ba đứa hàng mấy ký. Là cái 6 hay 3 cái 4 gì á? 3 cái 6 đó còn. Úc. Có ai mà cha chồng mà dán trang 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 ký đến cái gái ở nhân không ạ? Có chồng có, cha chồng làm ai lạ? Chồng làm, không ạ? Chồng của chị già khù giống vậy. Ông biết làm. Ông làm. Chồng chị không biết làm. Chồng làm là đúng với ai làm gì ở nhà ông không có làm hay làm. Mà mấy bên này nó đưa ra làm phụ rồi một mình dán để tôi chỉ đạo nữa rồi đem mà chỉ đi. Thì giống như thế này rồi đó. Mấy bên này em nói là mấy bên này là mấy bên này là ta làm thế. Dạ dạ dạ. Mấy bên này. Tại mà chứ mua đủ luôn á chứ. Tại chị hưởng nè. Mấy này là nó biết luôn. Chị băng ra băng. Cái tâm đây nè, mới đây nè. Tôi tưởng tôi đứng chị đạo. Trời ơi. Nãy giờ tôi cứ lấy một cái đồng gì hết. Không, không có lấy. Nè, nè. Cái bàn tay chỗ nào cũng nhắc đến. Nè, tôi cũng cái cuộn luôn nữa. Cần có ra băng, có ra băng luôn. Rồi hồi giống anh vô cà được. Anh lấy cái ra băng không có cái lợi gì. Cộng đơn rồi đấy anh. Để tôi vào. Nóng chết rồi. Mấy cô chính thấy, mai mốt cũng có hoàn cảnh đây luôn nhé. Cái là gắn đây Lên. À,
Tắm cho ngoài hả mà chính? Chị nói thôi để thời gian quá chấm lỗ. Cái răng hơn 3 triệu, nó ngoài 3 triệu. Thì đó nhiều. Thì đúng rồi, răng dài vậy đó. Ông đụng bà nội đừng đi tắm cho bà nội. Lại nước lắm. Bánh phu thê hả không? Ừ, bà chính. Ôi đẹp quá ha. Nó làm kiểu đẹp quá ha. Ôi. Đẹp quá ha. Cái này nó tính mình chục hay là quả? Một ngày 10.000 đậm cái gì đó. Trời đất nó rẻ quá ha. Ôi rẻ rẻ à. Bánh phu thê nào nguyên một mâm luôn nè. Quả. Chúc mình sắp cho quả ha. Ừ. Quả này đẹp quá. Mỗi cái ha xíu nè. Bấm nó hết trơn nè. Rồi cậu chín ra ha. Dạ. Dạ. Rồi Úc Khanh để lên trên bàn thờ giùm con cái bình bông này đi bà Úc Khanh. À dạ. Ở nặng lắm á, cái này nó nặng dữ lắm. Dạ. Dạ con để nước rồi. Đi hai ba đứa đổ lên. Để con chín để lên đi. Ờ, nó nước xéo vậy mà rồi chỉ đạo rồi ạ. Rồi Úc cầm đây đẳng đây con bưng lên cho. Ở trên nó có bình rồi đi. Dạ. Dạ. Trên đây một bình. Dạ. Làm thao ông đĩa một bình. Ôi cao dữ ha. Con vậy mà con để lên năm tới luôn nè. Cắt mấy tường đó đi. Để chỗ để cho nó trên nè. Quá trời luôn bông luôn ha. Bông trái cây ngày nào cũng đẹp. Dạ. Dạ. Đây quay cho mọi người xem nha. Bò, tôm, lỗi, tùm lum hết trơn á. Như là bà